Dân mạng dậy sóng vì tin 15 bé cúng theo cặp vợ chồng về Cà Mau đã bị tiêu hủy. Sau nhiều ngày lái xe vất vả, đến tối ngày 8 tháng 10, hai vợ chồng cùng 15 chú chó đã hoàn thành hành trình từ Sài Gòn đến Cà Mau một cách an toàn trong niềm vui của cộng đồng mạng. 15 con chó nè mọi người, hai chồng. Thế nhưng khuya ngày 9 tháng 10, trên Facebook lan truyền hai clip của bạn B khi bạn này gọi điện cho đôi vợ chồng để hỏi thăm tình hình về 15 chú cúng thì mới vỡ lẽ là toàn bộ đã bị mang đi tiêu hủy. Nó thở hủy hết trời. Nó thiệt mà nó không báo với mình luôn hả chú? Dạ đúng rồi cha, đúng rồi em. Tại vì hồi sáng là nó nói là nó đi cách ly thôi. Dạ. Ai ngờ đâu là nó ra nó bỏ vô bao hết luôn. Nó con chó vô nó tiều cửa mà nó lên nó hai đứa mắt nó chỉ hàng ngàn luôn á. Con chạy bỏ cửa đi con, chạy bỏ người đi con, chạy trốn đi. Nó không chịu chạy chẳng tài chết chủ cho ông giờ chạy đi nữa. À, tụi chị biết trên đường mà quen biết cái cộng đồng mạng nhiều hơn, chị gửi cho ảnh là chị đi về một mình. Sự việc này khiến cư dân mạng hết sức hoang mang và bất bình, bởi lẽ dọc suốt quãng đường mấy trăm km về quê, cả người và cuốn đều nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ rất lớn từ các mạnh thường quân, các chiến sĩ công an, nhưng về tới Cà Mau lại xảy ra sự việc đau lòng đến vậy. Và dưới bài viết của B, nhiều bạn trẻ cũng đã tìm ra Facebook của một người được cho là có liên quan tới vụ việc. Theo tài khoản B, T, N, M cho biết, gia đình này đi về quê 5 người và đã bị dương tính hết 4 người lớn, và cô cũng cho biết là 15 chú cún đã bị hỏa thiêu. Sự việc này đang khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Họ lập tức tát tên các cơ quan báo chí, truyền thông tại Việt Nam để nhờ vào cuộc và chờ đợi những câu trả lời hợp lý từ các cơ quan chức năng. Mấy nhỏ nó im ghê luôn rồi. Không cho nó bán hết trơn. Mình nghèo thiệt nhưng mà mình nuôi nó quen rồi, mến rồi.